Bạn nào có nhu cầu hãy đến với showngakira.vn, show bán nick Free Fire uy tín bảo mật cao, nạp thẻ không chiết khấu 50.000 được nửa lít, quay tay vận may kim cương lật hình các kiểu con đa điểu, chỉ có tại showngakira.vn hoặc là không. Vâng, chắc hẳn vào trận thì các bạn sẽ bối rối lắm. Và các bạn nhìn lên cái phần tên thôi, sao các bạn nhìn lên phần quân đoàn thôi, các bạn nhìn thôi các bạn cũng thấy bối rối rồi. Nhưng các bạn có thể nhận ra một điều là bọn mình mặc đồ khác nhau, nhưng mà bọn mình cùng chung một số phận các bạn ạ. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Nhìn vào ngoại hình cái các bạn đã phân biệt ngay được đâu là thằng Hùng thật. Bởi vì đơn giản thôi, Hùng thật đẹp trai nhất Tuyên Quang. À, ok, hello anh em, chào anh em đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Úi rồi, cái định mệnh nhà nó. Ê, đông thế, đông vui thế. Định mệnh nhấp, thằng này nhấp thêm phát nữa. Mày nhấp phát nữa đây, bắt đầu liền hét choát. Mình đang đi chơi của mẹ thằng cu uy tính nha các bạn. Hai đứa mình đi chơi, còn lại là ghép ngẫu nhiên thêm hai bạn. Cho nên là đó là tại sao mà các bạn có thể thấy có thằng Hùng Akira tên giống như mình. Nick này là nick của thằng Tùng Trẻ Châu ấy. Từ lúc nó phát được cái tên của mình thì nó giữ cái tên này luôn, thằng nó dạy. Thế là bây giờ nó sẽ ngày nó đem cái tên mình đi chơi, rồi toàn các bạn toàn tưởng là mình thôi. Thực ra tên nó fake mình nha. Nó khác ở chữ R các bạn ạ. Tên của nó các bạn nếu các bạn để ý một tí, chữ R của nó sẽ bị cụt mất một cái đầu, trong khi đó chữ R của mình thì nó không bị như vậy. Đấy, kiểu như vậy thôi. Còn các bạn, nếu các bạn cứ thắc mắc là tại sao tên của mình lại là Hùng Akira. Ui, định bệnh nhà nó nữa. Tại sao tên của mình lại là Hùng Akira mà không phải Hùng Akira thì như này. Đây, từ từ đã, để hai thằng mình làm động tác đã các bạn. 1, 2, 3. Ấy, cắm cờ. Ấy, sợi đều vãi đồi. Trận sau tôi phải bảo thằng cu vi tính mặc đồ giống tôi mới được mấy ông ạ. Vâng, thế là anh em tôi đi hết rồi mấy ông ạ. Ui trời ơi, chết cha rồi. Quả này tụi đó đến đây tụi nó tế thôi rồi. Thì câu chuyện ta là như thế này. Ngày xưa cái định mạnh của nó nữa. Ok các bạn, chào đốc sưởng ngay. Mình là dân chơi mà dân chơi không sợ mưa rơi to quá dân chơi đi về. Ngày xưa là mình đặt cái tên là Hùng Akira IT. Mình viết là có dấu, à không dấu, nhưng mà mình viết là chữ rất là chuẩn bài luôn. Chuẩn chữ tiếng Việt đấy các bạn, chữ cái Latin hiểu không? Đấy, nhưng mà do là cái về sau ấy, là có một lần mình làm video là đổi tên thành Nam Lầy. Thế là mình đổi tên thành ông Nam Lầy. Rồi cái mình đổi tên xong, đến lúc mình quay lại mình đổi tên thì cái tên của mình là không đổi được nữa. Không phải là bị người ta lấy mất đâu các bạn, mà là cái tên Hùng Akira IT không đặt được nữa nha. Vì cái tên Hùng Akira IT á, nó kiểu là bây giờ nó vi phạm cái gì đấy của Garena ấy. Như ở là trong Garena bây giờ nó không cho, ui tự dưng bật mic giật tất cả mình bạn ơi. Bây giờ trong Garena nó không cho viết chữ Hùng nữa các bạn ạ. À, các bạn thử viết thử xem. Nếu như các bạn mà nào mà muốn đặt tên, các bạn thử viết chữ Hưng, Hùng hoặc là Nhung nhất các thứ, các bạn sẽ không viết được. Cho nên là mình không rõ lý do tại sao nên mình không thể nào đặt tên cũ được nữa. Rồi ok, cuốn máu liền, giao ăn cuốn máu của anh Hùng. Đấy là lý do tại sao mình mất mẹ nó cái tên. Cho nên là bây giờ tôi là Hùng Akira nha mấy ông nhá. Chứ không nhiều ông phải thắc mắc bảo là ơ sao anh Hùng ấy cứ đặt tên là Hùng Akira IT. Đấy, thì tôi có quả tên mà nó hơi khuyết tật một tí. Âu nó cũng là nghiệp quật các bạn ạ. Nhưng mà không sao cả, người ta bảo là khuyết tật có số rồi. Độ ngu là nó phải tỷ lệ thuận với thời đời chứ không tỷ lệ nghịch nữa các bạn ạ. Càng già càng ngu, mất tên thì rồi thì phải chấp nhận thôi. Bật kiên cho an toàn các bạn. Cuốn máu cái là ngon ngay, có cục máu liền. Bây giờ là chắc là đồng đội team mình cũng đang bối rối, không biết Hùng Akira IT là Hùng nào. Ủa vãi đồi, người yêu gọi. Em ơi, anh đang đi chơi gái nhé, lát nữa anh gọi điện lại cho. Đấy, nhắn tin lại cho người yêu như thế các bạn ạ. Bạn thích bắn tầm xa với mình nhá, xin lỗi lên mình có khiên. Ôi hết khiên rồi, tôi em chạy đây, đùa chứ em cà khịa một chút thì vui thôi, mà cà khịa nhiều chút là lên bàn thờ đấy. Ai à, nhấp. Nghe ra bạn ơi, nghe ra. Ui bắt đầu team mình clear rồi. Ui bạn, các bạn sao các bạn đi nhanh thế. Thôi còn bạn cuối cùng, nếu như bạn muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải ngồi ở lòng mình. À không, lộn nhầm bạn ạ, chính xác là ngồi trên bàn thờ nhá. Ui xài ơi, mặc kệ team địch dèm pha, mặc kệ team địch dòng ngó, cứ phải treo nóc xưởng cái đã. Người ta bảo là sống chết mặc bay, phải định mệnh cho nó run tay thế. Mẹ, thời tiết miền Bắc dạo này buổi sáng nó cũng hơi lạnh lạnh một tí. Cuộc sống mà các bạn, cuộc đời ai rồi chả phải có lúc lạnh, ai rồi cũng phải chết rét thôi. Cho nên là mình thấy run tay nó cũng là chuyện bình thường, các bạn thông cảm nhé. Vâng, như vậy là quả này thôi, team tôi bế hết team bạn lên bàn thờ rồi. Ôi, tết bắn nhở, tôi mới tết khẩu lục bạc mà được bắn này cay mấy đồi. Vâng, quyết tâm đổi mới vận mệnh và khai phá thiên cơ bằng cách là thằng em mình đổi đồ giống yệt mình rồi các bạn ạ. Giờ là không biết đâu là Hùng thật, đâu là Hùng fake nữa rồi. Chắc là chỉ nhìn được thông qua cái skin súng với cả là cái nó gọi là ID thôi các bạn ạ. Trông hai thằng giống nhau vậy trưởng ra. Ấy, hai bố kia qua bâu thằng cu uy tín rồi kìa. Team mình kiểu đang vui rồi ấy. Tự dưng có hai thằng tên Hùng giống y hệt nhau chạy ra. Các bạn ấy đang kêu bảo là Hùng fake kìa. Đang kêu bảo Hùng chính hiệu kìa. Đấy. Đồ thì giống nhưng mà Nhưng mà không phải Hùng Akira đâu.
Rất tiếc bạn ơi, thì có một thằng là fake thật nhưng một thằng là Hùng mà, là Hùng đây. Ôi định mệnh nhà đó bằng cái quả khiên nó chặn mẹ đạn của tôi rồi. Ấy, bắt rồi. Thằng này lại nhấp nhấp cái cây. Cái định mệnh tôi ghét mấy thằng nhấp nhấp cây này nhá. Mày này bắn đồng đội tao hả mày? Vâng trên đầu. Úi, đùa. Ừ vâng mình nhìn thấy rồi. Mày ngồi trên đó bị ỉa, mày tính ỉa bãi vào đầu tai gì? Thằng bắt dậy xuống. Xuống nhanh. Mày ngồi ai cho mày chồng đít vào nhà văn hóa thế? Cái định mệnh nó chạy mất tiêu phải không ạ? Kimochi 100 máu rồi. Lầy tới luôn. Ở đâu rồi? Đóng tiêu rồi. Má đầu tôi ngứa con mèo ơi. Đầu tôi 3 ngày chưa tắm rồi. Nhà tôi 3 đời không tắm. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Ơ thanh niên. Thế nên cái tính sức chơi lựu đạn nó lại quăng. Vãi đời sức chơi lựu đạn nhưng phân vân mãi không quăng được. Nhà tôi 3 đời chưa tắm. Nóng à ngứa đầu quá. Người tôi cũng ngứa nữa mấy ông ạ. Khổ qua mấy ông cũng phải thông cảm cho tôi. Chỗ tôi hơi lạnh lạnh một tí nên tôi cũng lười tắm. Ok 1, 2, 3. Ui, phát này cho bạn trông đều chưa? Đều hãy trưởng ra. Rồi ok, ra cùng đến một trận tiếp theo để chúng ta test cái khẩu DE thời không ở server Việt Nam xem nó có ngon không nhá. Chứ còn DE thời không bên server Thái Lan mình có test cho bạn rồi. Và server Thái Lan mình cũng sở vĩnh viễn luôn, nhìn chung khẩu này là mạnh. Các bạn nên sở hữu và cái số tiền các bạn quay khẩu này nó cũng không lớn lắm đâu. Nên quay nhé, úi trời ơi các bạn thấy không? Kéo nó khá là chuẩn luôn, nhìn chung là nó mạnh hơn skin thường nhiều. Nó khác hẳn so với lại là khẩu lục vàng và khẩu lục bạc cho nên là nên sở hữu khẩu này các bạn ạ. Đẩy lên mạng của mình mà các bạn tránh ra đi, các bạn đừng giành. Tự dưng có thằng nào đấy. Ui cái định mệnh nó bắn xin rồi. Ôi dồi ôi đằng này có một thằng nữa thôi thì thôi thôi thì anh em ta đi về cùng nhau vậy. Ôi rồi ôi cho em mặc cà vạt đi em về miền cực lạc. Ôi anh ơi đừng ai đừng cắm cờ đâu em. Ai ơi đâu bạn này chỉ là fan thôi. Ok mấy ông này chỉ là fan thôi. Vâng chào mừng các bạn đến với Hùng Akira Pake loại hàng fake lại một. Ôi trời ơi, bình thường nó bắn hay lắm nhưng giờ nó bắn như cứt rồi mấy ông ạ. Úi trời ơi. Để tí tôi chết tôi xem thử ID ông kia nữa mà. Vãi cả để tí tôi chết tôi xem thử ID ông kia nữa luôn. Đầu tư vậy. Úi trời ơi, cái định mệnh nhà nó đã đập vô kìa. Thầy ơi, tôi cầm một súng này. Đây rồi. Nguồn cung cấp lương thực đây rồi. Ơi trời ơi, mình cầm được bạc thì đâu có nghĩa là mình phải one shot đâu. Đôi khi thì mình bắn kiểu three shot cũng được mà. Người ta gọi là three sum phiên bản bắn súng đấy. 3-2. 3-2 gì đấy? Mẹ rung rung gì? Cái đồng bàn đấy. Chơi trứng rung à? 3-2-0-9 5-1-7-3-3. Đúng rồi, anh này mới là thật này. Ok, check được ra thằng nào là thật luôn. Cuối cùng sau một hồi ngồi tra Google, người ta bảo là dân ta phải biết xử ta, cái gì không biết thì tra Google. Mấy ông cũng biết tôi là thật rồi. Mạnh ai? Tôi chết cha tôi rồi, mất kiên rồi, ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, cứu, ôi trời ơi hết kiên rồi làng nước ơi, đậu mãi cho tụi nó hiếp dân tôi. Ôi rồi, đây rồi, mày này. 50-50 cái gì? Chả là Hùng Real à? Đau. Từ cho mình ngồi máu đó bạn ơi. Đùa con trai tới tháng cho mình cuốn băng vệ sinh cái coi. Vô văn hóa. Bắt cuốn băng vệ sinh chạy đây nhòm ngó gì? Nhìn trộm cái gì? Định mệnh đó, thằng này nó cứ chơi hở một cái đầu này sao không kéo tâm được? Đau quá không ổn rồi. Xuống đây nào. Xuống đây để bác sĩ tiêm cho em phát vào đít. Tiêm phát vào đít cái là khỏi ngay thôi. Ê hết đau ngay. Úi trời ơi. Một phát tiêm và đít. Các bạn nhìn này, 1, 2, 3. Hai bàn trà luôn. Ngày xưa thì tôi cũng thường hay đọc mấy cái chuyện kiểu tuổi thơ ấy, trong sáng ấy. Các bạn tuổi thơ các bạn đọc những chuyện như nào? Conan hay là Doraemon hay là Shinbuchi hay là rồi Hùng có skin mới là Hùng Real. Rồi biết rồi. Rồi biết là thằng trẻ trâu rồi. Ừ thì đúng là vui tính nó dùng nick trẻ trâu mà. Các bạn đọc Shinbuchi, Conan, Doraemon hay là One Piece để làm chuyện tuổi thơ. Mình thì mình đọc một câu chuyện nơi mà có một có hai nhân vật chính, một nam một nữ. Trong đó thì nam nhân vật chính nam là khoảng 20 tuổi, 18 tuổi gì đó, là một chàng trai đã lớn và có râu ria xồm xoàm. Trong khi đó hoặc là già rồi, một ông chú ba mấy tuổi rồi. Bé gái là một nữ chính chỉ tầm khoảng 8 đến 10 tuổi. Đấy. Và ông chú tức là nam chính bảo với bé gái là: "Ôi không ổn rồi, cháu ốm rồi, lại đây chú tiêm cho một mũi." Úi giời ơi, one shot. Chú tiêm cho một mũi là đảm bảo là sẽ hết bệnh ngay. Mà tiêm một mũi thì tiêm vào đâu các bạn? Vạch quần ra tiêm vào.
đấy, đấy là câu chuyện tuổi thơ của tôi. Ui đỉnh mệnh, nó đây này, cu vi tính ơi. À không, lộ chocolate thôi bạn ơi. Bạn ra bạn bóc quay đi, đấy, nhờ bạn hết đấy. Ok, rồi ôi, người ai tốt như mình không, nhường kêu cho tận nơi như thế rồi thì còn gì bằng. Chẳng ấy các cụ có câu, thịt kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời. thanh niên gà vết boy đang than là tôi tạ quá các kiểu. Không sao bạn ơi, bọn mình đẹp trai lắm, để đó bọn mình lo hết cho. Đấy, cho nên là mình cũng nhớ những bộ truyện tuổi thơ đấy lắm. Thành ra tự dưng mình lại bị nhớ cái gục luôn. Ui, ngày xưa bố mẹ để mình ra đánh sổ số xoay vần chúng mẹ được con đề làm cho mình quả vẻ ngoài đẹp trai và ui mạng ngon và khả năng bắn đồ lục vàng one shot. À lộn nhầm, không phải lục vàng nữa, lục đê thời không one shot nó đỉnh như này. Trời ơi các bạn ơi, nó gọi là highlight lục bạc luôn. Ok, nếu như các bạn thấy thích thì quên để lại cho mình xin một like và đăng ký, và đừng quên là bấm chuông để không bỏ lỡ cái thông báo nào và kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất nào. Còn về chắc video mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Xin chào, hẹn lại các bạn trong các TV tiếp theo và xin chúc ngày tốt lành. See you again, bye bye.